Bình Minh Quạt Bờ Rồ là công ty nhập khẩu và phân phối các loại dụng cụ cầm tay, dụng cụ điện, dụng cụ gia công, bạc đạn công nghiệp, thiết bị thủy lực, thiết bị đo lường độ chính xác, ắc quy, điện lực phục vụ cho ngành xây dựng, quảng cáo, cơ khí, sắt thép, sửa chữa ô tô, trên tường treo rất nhiều kìm, cờ lê, kéo, cưa tay, cảo, kẹp, mỏ lết, ê tô, súng bắn keo, máy khoan cắt, mũi khoan, đèn pin, tay vặn, lục giác, xiên, am be kìm, dao, dìu, búa xà beng, đầu tuýp nối, túi đựng dụng cụ. Nó đổi mới nha. À, như những cái dòng này về máy tháo ra nó cong hay là những thứ em đổi mới cho anh hoàn toàn. Được. Bằng của những cái đảm bảo. Anh có ở Sài Gòn không ta? Đã em ở Sài Gòn đó. À, chào. Kế bên là bếp thông minh hãng Hapfen. Những tủ bếp tuy nhìn trông rất bình thường, nhưng tủ lại có khả năng đóng mở thuận tiện, bồn rửa inox sang trọng, giá giảm tại sự kiện Việt Build chỉ còn 55%, giá 4.410k, ngăn có thân trượt như hộc tủ kéo còn 1.417k, những khớp mở ra vào này đòi hỏi phải bền chắc, không gì xét. Mình đang đứng tại công ty kính Kim Phát chuyên phát triển dòng kính mắt, kính lúp, kính nha khoa, kính soi vàng bạc đá quý, ống nhòm, len kính ốp kính đa dạng, la bàn, kính chữ L. Chị bán cái kính thiên văn bao nhiêu? Thật bất ngờ lại có cả kính hiển vi, kính thiên văn giá 2.350k, kính lão 150k giá tại triển lãm. Mình qua gian hàng vật công trình Hưng Thịnh, chuyên cung cấp ống đồng, tấm cách nhiệt, gối đỡ PU farm, khớp nối mềm, lò xo chống rung, giòn cao su chống cháy, ống cao su lưu hóa, băng keo và keo dán chống thấm, giòn mốp, simili, băng keo, silicon, đinh nhôm, ống gió tôn mạ kẽm. Các bạn biết ống gió là gì không? Ống gió là một loại ống dẫn khí hoặc không khí, được sử dụng trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí của các tòa nhà, nhà máy, đường hầm. Có lần mình tới hầm gửi xe ta ca qua Saki, để xe âm tầng 6 mà gió lùa qua rất mát mà không bị bí bức. Mình đi qua kiosk Hồng Hà phát giới thiệu ống đèn cho nhà cửa, sâu zoom thời trang, ống đèn thiết kế dựa trên nhu cầu khách hàng. Bảo tàng đó, lắp ở một cái tranh đó, thì lắp là lên, đèn sáng, đúng rồi đây nè, hoặc là trong nhà mình đó, trong phòng tắm hay phòng ngủ hay gì đó. À, đèn này ở trước cổng? Ở trong phòng nội thất á, trong phòng á, phòng ngủ á. Bạn có thể tới đây tìm mẫu ưng ý để làm phòng chiếu sáng trưng bày quần áo, trang sức, hoặc đơn giản là phòng ốc. Thông thường đèn trang trí là đèn LED có thể đổi màu, đèn mâm ốp trần, đèn rọi dây ống bơ, đèn sân vườn. Cửa khóa thông minh tại doanh nghiệp Trung Quốc có gì lạ? Mình tới khu Judo House Electronics, chuyên về khóa thông minh dùng cho khách sạn, căn hộ nhà cửa văn phòng, thích hợp lắp đặt cho cửa dày 38-60mm. Kế bên là công ty Anje Bờ sản xuất keo ạc Zilic bít kín khe hở ở cửa sổ, của đi, vá vết nứt trên tường, móng nhà, keo silicon để bít kín, ngăn chặn không khí, khí ga, tiếng ồn, lửa cháy, khói hoặc chất lỏng giữa hai môi trường, keo polyurethane dùng trong dán công nghiệp. Còn đây là công ty Khang Minh chuyên về dòng cửa khóa thông minh, và phía trước lại trưng bày đèn sân vườn Solarlight 80W, 100W, 200W, khóa có nhiều tính năng, dùng thẻ từ để mở cửa hoặc vân tay, nếu cúp điện dùng cả khóa cơ bằng cách mở nắp hộp,
khóa có liên kết với điện thoại phòng khi cúp điện, kết nối có thể cả Bluetooth. Ngoài ra công ty có thiết kế dàn đèn ống bơ với những ránh đèn đa dạng. Trước mặt mình là công ty Beck, chuyên về các loại máy cơ như súng bắn đinh, phun xương, súng bắn bê tông, máy khoan công trình chạy bằng pin không cần dây điện. Cái máy này hồi trước là thêm cả, bây giờ là sản xuất thêm cái xài bằng pin luôn. À dạ. Tốt cho mấy cái như sửa gỗ qua. Công ty Zemo đang trưng bày đèn LED cảm biến với nhiều màu sắc, rất nhiều rãnh khe mô hình thiết kế cho trục đèn. Nói về cảm biến đèn LED thì có 3 kiểu thường thấy là đèn cảm biến hồng ngoại tự động bật sáng khi có người đi qua, đèn cảm biến chuyển động tự động bật và đèn cảm biến ánh sáng khi có ánh sáng rọi vào. Kế bên là công ty Rồng Long trưng bày khóa thông minh. Các bạn thấy luôn cả chìa khóa dự phòng được đút vào bản lề cửa, bên cạnh đó có cả khóa mật khẩu có màn hình rất hiện đại, giá bán 1.330.000. Công ty Monticelli cung cấp bản lề cửa nhôm, tay cầm, gen chốt đa dạng kích thước tùy theo nhu cầu khách hàng. Và nơi đây sẽ làm cho các bạn thoải mái, không gian thư giãn vì đã quá nhàm chán những gian hàng máy móc dành cho những khu nghỉ dưỡng. Tại đây có bán võng, giỏ hoa quả, nón bằng tre, chụp đèn được đan rất khéo léo. Những tấm mảnh len giá 199.000, rổ giá thích hợp cho trang trí quán cà phê homestay. Gần gũi với môi trường mà lại rất dễ thương. Đây là một cái bàn tròn chân xếp 1.300.000, ghế gỗ đơn sơ nhưng lại đồng điệu với cảnh vật thiên nhiên. Với góc quay này không ai nghĩ mình đang đứng tại triển lãm, nó như một quán cà phê miệt vườn hơn là khu trưng bày nội thất văn phòng. Mỗi gian hàng trưng bày là mỗi kiến thức mới mẻ, chuyên sâu về công nghiệp hơn so với khi mình tác nghiệp tại khu ẩm thực lễ hội. Được các bạn lắng nghe là niềm vui của mình vì nội dung khá kén người hiểu biết. Trong tập 7 kỳ tới mình sẽ giới thiệu về đá ngũ hành sơn tại Việt Build. Mời các bạn đón xem nhé!